không có đi được. À. Tụi con không có đi được đường này. Tụi con chỉ ra bên đây thôi. Không, đi đường này không, bây giờ người ta ngăn lại rồi, tụi con đâu có đi được không đâu. Không có đi được chứ đó. Không có đi được chút nào hết trơn. Làm không có ra tiền luôn à? Gọi bên xã có hỗ trợ không? Có lần một xã cũng cho con lần. Có lần một là tới giờ luôn. Trong đây trơn lần. Vậy hả? Bảy tháng mấy rồi mà xin về quê cũng được. Xin về quê cũng được. Quê chị ở đâu? Ở An Giang, Tân Châu. Bệnh về cách ly có gì đâu ạ? Có gì giúp đỡ em? Chị mấy đứa con rồi? Dạ ba đứa, đứa này nữa. Thôi chị đừng khóc nữa. Chú vô chú kiểm tra coi sao. Chú ngày mai chú hứa chú sẽ quay lại. Quà này của sơ thí và cùng các bạn ngủ của sơ thí bên ngoài gửi, còn thuốc thì của mạnh vương trong nhà ngoài nước gửi đó. Như tụi tôi đi di chuyển lên. Bệnh thông thường thông dụng đó thì và phù hợp thì em cứ chiếu theo cái toa. Cái toa này có cái liều lượng sử dụng với lại cái cách sử dụng em ha. Rồi, thôi gửi gia đình về ha. Rồi, chúc an lành em ha. Bà bầu này ngày hôm qua là đúng không kiếm tôi? Bà bầu này. Đây bà bầu ngày hôm qua kiếm tấm trang nè, khóc luôn ở ngoài kia. Dạ, dạ. Bữa nay được hỗ trợ thuốc men rồi quà cáp đồ nữa. Dạ. Đây quà này của sơ thí cùng với lại các bạn ngủ sơ thí ở ngoài gửi. Dạ. Còn thuốc thì của mạnh thường quân trong nhà ngoài nước gửi. Dạ. Nha. Con rồi. Cảm ơn thay mặt phòng trọ, cảm ơn Tám nha Tám. Rồi 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 bà con cố lên. Giữ gìn sức khỏe. Rồi, cái này quà của sư thí gửi cùng với bạn hữu gửi cho mấy bà con, còn thuốc men có cứ vô vậy mạnh quên trong mình hết. Rồi, mình có nhận thuốc chưa? Có thuốc uống yên tâm hơn. Rồi. Rồi bà con yên tâm chưa? Có thuốc men chưa? Dạ có rồi, cho bà nha. Dạ rồi. Có giữ đúng lời hứa rồi đúng không? À, chẳng những có quà rồi. Mà còn có thuốc men nữa. Dạ. Tới đó anh vòng lại còn có đường bên kia nó hiểm trở lắm.
Đúng như kia có lần có đi, còn kia là có. Đó. Rồi đưa đây anh nhớ. Chưa có ở đây mình. Đây. Chứ là nói cho em ngủ à. À, tả lo, tả lo. Rồi đây, mình đi ngủ qua luôn. Rồi nó ngủ như rồi. Rồi tiếp tới bên đây. Rồi lỗ táo đó. Rồi, bên đây nữa nhỉ. Rồi, rồi. Có thuốc chưa? Rồi anh em mấy anh em đây ngày hôm qua thì ngoài đồn gặp chú đúng không? Rồi bữa nay chú giữ lửa chú quay lại ở sau. Cố lên nha. Có thuốc men có quà rồi luôn nha. Nhà quê mình ở Vĩnh Châu hả? Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? Chú Tấm Sang có nói là mình nhờ khóa làm sao mình phong tỏa, nó phong tỏa lỏng mà người dân ít ra có thể họ ra được như thế nào á. Con con nhiêu tuổi rồi? Dạ em con 6 tuổi. Em con 6 tuổi hả? Con nhiêu tuổi? Dạ con 9 tuổi. À ba con đâu? À, nó mới mất. À ba con mới mất hả? Cố gắng. Con học lớp mấy rồi? Dạ năm nay con lên lớp 4. Em con lên lớp 10. À con cố gắng lên nha. Rồi lát nữa mấy chú gửi con phần quà nha. À cũng xin chia buồn với gia đình nha. Dạ thì cố gắng lên. Dạ để món quà này của các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Dạ để chia sẻ động viên tinh thần cho cô chú trong cái mùa dịch khó khăn này. Nói chung cũng ít lòng nhiều. Dạ thì đó thì hội thường nguyện BDS sẽ liên kết với lại quân đội nhân dân gia đình sẽ đi phát quà cho mình. Dạ. Dạ xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, cố gắng con gắng học nha. Giỏi. Nhớ ăn lời, nhớ nghe lời mẹ nha, cố gắng lên. Rồi con cũng vậy nha, hãy nhớ ngoan để nghe lời mẹ nha. Để lát nữa mấy chú bà đội chú phát bài cho con. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ, để chứ. Dạ. Cái nhà mình không có ai bị hết không? Chỉ có mỗi mình anh thôi. Bị nhà mới đi cách ly về. À nhà mình mới đi cách ly về. Là âm tính hết rồi phải không? Dạ âm tính hết. Rồi thôi em xin chia buồn. Thì đợi xíu nữa mình sẽ vô tới thấy cho mình nha. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi, cho cô xin phép gửi một cái gói thuốc này là những cái bệnh thông thường không được nữa ha. Mình để sẵn đó, nếu mà trong trường hợp gia đình mình có những cái bệnh nào mà nó phù hợp với những cái bệnh thông thường thông dụng thì mình chiếu theo cái toa này, có hướng dẫn sử dụng và liều lượng rất là rõ ràng con ha. Rồi, cô xin gửi gia đình mình chúc mọi việc tốt lành cho con ha. Rồi, xin gửi một cái gói thuốc này là gói thuốc những cái bệnh thông thường thông dụng. Mình cứ để sẵn đó. Trong trường hợp gia đình mình có những cái bệnh nào mà nó thông thường thông dụng và phù hợp đó, thì mình sử dụng theo cái liều lượng và cái cách cái toa này hướng dẫn. Anh hát bầu hả hay sao? Dạ bầu. Một mấy tháng rồi em? Dạ 38 tháng con. À dạ. Rồi thì bây giờ thời điểm này thì đâu có đi thăm khám gì được. Có đi được đâu con. Đi thăm khám thì phải coi ha, mình tự coi sức khỏe của mình. Và em đừng có sử dụng những cái thuốc gì mà không có chỉ định thì em đừng có uống nhé. Dạ. Nhá. Rồi. Thì rồi cố lên mẹ tròn con vuông dạ. Rất là khỏe con, thôi chúc mừng con cố lên con rồi cố lên nhé rồi dạ. Sẽ mọi việc sẽ qua dạ. Rồi mọi việc an lành nha em nhé dạ. Rồi bye bye em rồi chào em. Cái gói thuốc này xin gửi gia đình mình là một gói thuốc, những cái thuốc thông thường thông dụng thôi. Em cứ để sẵn trong trường hợp mà gia đình mình gặp những cái bệnh nào thông thường thông dụng đó mà nó phù hợp thì mình chiếu theo cái toa này, nó có cái liều lượng và hướng dẫn sử dụng em ha. Rồi mọi việc an lành nha em ha. Rồi cố gắng lên, mọi việc sẽ qua nha em ha. Cố lên cả nhà mình. Rồi, ở trong đây là một mê cung á, cô chú anh chị. Đi một lát mà không có ai dẫn ra là sẽ không biết đường ra. Anh ơi chị đeo khẩu trang vô nhận quà với thuốc giúp em nha. Cảm ơn. Dạ, ở trong đây còn nữa phải không cô? Dạ, trong đó còn hẻm rồi sao, không biết à. Dạ.
Rồi ok, ở trong đây là một mê cung luôn. Đó là một mê cung luôn á. Dạ. Hỏi ba kìa. Gửi gia đình mình cái túi thuốc này là thuốc những thông thường thông dụng. Mình cứ để sẵn đó. Nếu mà gia đình mình có những cái bệnh nào mà nó thông thường thông dụng mà nó thích hợp đó thì mình đây mình có cái toa hướng dẫn sử dụng và liều lượng mình chiếu theo đây mình sử dụng. Rồi cứ để sẵn ra đi. Rồi cho chị gửi ha. Rồi chúc mọi việc an lành em ha. Gửi một cái gói thuốc này là những cái bệnh thông thường thông dụng, mình cứ để sẵn ra đi. Trong trường hợp là gia đình mình có những cái bệnh là thông thường thông dụng đó mà phù hợp đó, thì em cứ chiếu theo cái toa này có cách hướng dẫn sử dụng với lại liều lượng trong này em ha. Rồi rồi vậy em ha. Rồi chúc an lành em ha. Rồi mình cố lên cố lên cố lên. Rồi cho bệnh viện sử dụng nha. Đây à, mà con đừng phát nhã cái này nha. Không mà dùng qua đây ha. Cho khỏi lộn nha. Em có bầu không uống được nhưng mà có thể người nhà mình uống. Cho người khác uống. Chứ em có bầu thì uống trong đây có chỉ định bác sĩ. Có cái to nha. Theo hướng dẫn sử dụng ha. Nhà uống nhiều gì nha. Rồi đây rồi, 4 rồi đó. Đưa từ vách này đưa qua vách bên này. Rồi rồi rồi. Đưa xét vách tải ra, vách tải ra cho con. Em gửi phần quà nha anh. Ở đây là tôi nhường chia sẻ đó những người nghèo, cho nên là những nhà nào mà không có người ở làm ơn chia cho người khác. Ok. Nhà này nhé. Yeah. Người. Đó mình ra 3 phòng. 14 phòng. Tôi thấy phòng nào có người sinh hoạt là tôi dọn. Có người. Bây giờ thì chính xác là số mấy? 14. 14 đúng không? 14 ngay đây đúng không? Dạ. 14 võ, 14 võ. Dưới sau là dưới nào? Dưới sau mua đất cất nhà có cho. Hả? Mua đất cất nhà hả? Có cho. Trời ơi bà sướng không? Bà mua đất và cất nhà hỏi có cho không? Không, ý là mấy người dưới là ta mua đất của em, ta cất nhà có cho không? Em khai. Ở đây tôi cho những người nhà trọ. Nhà trọ phải không? Nhà trọ. Hồi nãy giờ tôi nói là cho những người nhà trọ bên là tại hôm qua tối qua đang con em phường á. Chứ quý bạn nó đăng ký cho tôi, đăng ký những xuất quà này cho nhà trọ. Dạ. Thì tôi chỉ chuẩn bị những xuất quà cho nhà trọ thôi. Nha. Trước sau 14 võ, 14 võ trước sau. Có một phòng ai đó mà nó đi qua bên kia, bên ba rồi, nó không về kịp. Bây giờ chị gõ cửa tầng nhà giùm cho tôi, nhà nào có mở cửa tôi vô vào chút. Thì chủ nhà trọ đúng không? Dạ nè. Nhỏ này luôn 15 nè. Tôi hỏi cho thuê nhiêu phòng, bà cười cười với tôi hoài. Cái này 750. 750 đúng không? Bớt 700 còn 50 phải không? Có không? Không, cái này 700. Hay là bớt 50 còn 700. Bây giờ bà cười cười hoài. Bà bớt bao nhiêu? Bớt có bớt một trọn không? Có, bớt mấy chục à. Bớt mấy chục phải không? Tôi dạ, nhìn mặt bà tôi nghi lắm nè. Phòng nhỏ quá nên bớt có ăn đâu. Phòng nhỏ quá bớt không có ăn mà phòng nhỏ tao bớt con số nó nhỏ chút xíu. Giờ 750 tao bớt 700 còn lấy 50 thôi. Nha. Rồi, bớt nhiêu rồi? Không, cái phòng này không bớt, phòng này lớn không bớt. Rồi, bà ơi, mùa nhập tao bớt. Rồi, những quà. Tại vì bà chủ trên kia em rồi, đi. Rồi thuốc luôn. Đây là gửi cho chị có thuốc gia đình. Đồng. Ở đây có in hướng dẫn sử dụng. Chị bị cái gì, bệnh gì, nhà uống sao thì coi thay cho hướng dẫn nha. Tôi không biết, tôi thấy có nhà là tôi phát. Ha, cứ gọi được, kêu được, cứ gì kêu nhanh lên. Còn đây còn mấy hộ nữa ta. Rồi nhà nào gõ cửa vô có người không nhậu rồi. Có chú Tấn Sang gửi cho mình mùa dịch nha. Đây đây chú Tấn Sang là chú này nè. Rồi rồi rồi. Cảm ơn anh. Cái gì anh sức khỏe. Để đó nó nhậu. Ở nhà nào gõ cửa vô có người vô mình gõ hoài. Đây gửi gì mà thuốc. Ba theo hướng dẫn sử dụng nha, có in nè. Nha. Đây gửi cho em luôn.
và theo hướng dẫn sử dụng nha em. À, nhà này đây có thể hướng dẫn sử dụng thuốc nha. Có thể hướng dẫn sử dụng thuốc nha chị. Hả? Cái gì? Bà con yên tâm, tôi đi mà giải bên đây xong tôi quay qua giải bên đây, bà con nghe lời chính quyền vô trong nhà hết cùng tôi nha. Vô trong nhà hết đi, rồi không có nên như vậy. Rồi tụi tôi sẽ đi giải bên đây, tụi nói tụi tôi dòng qua đây nha. Hả? Sao rồi? Sao chị? Sao rồi? Đó luôn. Mấy chỗ đó có phòng trọ hả? Cô hỏi anh cái phòng trọ nha. Cô đó hay rõ rồi. Không, hai phòng giùm. Để đây còn phòng. Rồi, chờ để đây phòng giùm. Đây đây phòng anh cho. Đây cái cửa nè. Rồi đó, rồi. Rồi chỉ có hai thôi đó. Rồi cầm bên kia hết. Tối nữa. Có nhận thuốc chưa? Nhận quà luôn chưa? Rồi, chưa không? Chưa ơi, miễn nhận nha. Rồi, dính dọ không? Để đưa nhà đi. Đưa nhà đi. Rồi. Còn đó rồi. Dưới nào? Không, ở đây chỉ phát có mở cửa thôi. Đây những bệnh lý thông thường nha. Ho cảm sốt đây nó xin phép lên lên môi tử. Dạ rồi, uống theo hướng dẫn sử dụng nha. Đây, đây nói thuốc là thuốc đây là của mình. Gặp chị hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Và chúc cả nhà sức khỏe. Đây, mở cho một túi thuốc. Bệnh lý gì thì uống thuốc không thường. Tôi đâu phải có chỉ định bác sĩ. Coi theo to uống nha. Có hướng dẫn sử dụng. Mà ta. Đây không có quá rồi. Đi đâu rồi? Rồi, tặng anh có thuốc. Ha, coi hướng dẫn sử dụng. Rồi, cảm ơn. Rồi, có nhà đeo khẩu trang vô giúp em. Dạ, à, đừng có tập trung nha. Ở trong nhà đi, bác sĩ sẽ tới phát thuốc. Đau bụng, chị hơi khó tiêu, tăng cường sức đề kháng. Vậy khi bệnh lý mà có những thuốc uống đi kèm, các hướng dẫn sử dụng ghi rất là chi tiết trên tờ hướng dẫn sử dụng. Cơ kỹ đó mà dùng. Rồi, chúc cả nhà sức khỏe bình an. Rồi. Mình sẽ còn một phần quà nữa nha. Dạ. Một, hai, ba, bốn. Ba phần. Dạ, hộ nào nãy thiếu thuốc nhận giúp em. Rồi, đợi xíu nữa quà từ từ mình vô nha. Xe quà đang đi phát cho người ở sau nữa. Dạ.
Thuốc này có danh mục thuốc hết rồi, mình cứ dựa vào đó, mình có vấn đề gì thì mình uống nha. Dạ có. Những bệnh phổ thông như là cảm cúm rồi tiêu hóa hay gì đó là trong đây có hết. Dạ, tại vì nhiều khi mình không có đi ra ngoài khu cách ly được á. Dạ. Rồi đợi xíu nữa quà vô tới cho mình nha. Dạ. Thay mặt chú Tám Sang và các mạnh thường quân trong và ngoài nước chúc cho cô chú luôn mạnh khỏe. Dạ, rồi có gì lát mình vô mình nhận quà. Dạ. Mỗi hộ một phần, mỗi hộ một phần. Chú Tám Sang gửi cho bà con mùa dịch nha. Rồi chú Tám Sang lên hội ra thiện nguyện. Ở đây là nó hàng chắc lại luôn hả anh hả? Đúng rồi, hàng cố định luôn á. Rồi mỗi lần mà có vấn đề gì là mình đi ngõ kia. Là một ngõ một rồi hả anh hả? Đi ngõ ngoài đường bằng ngõ đường vô bên kia đi. Mà rất xa, nếu mà đi ra ngoài vậy là rất xa. Dạ. Nói chung là bất tiện. Khi muốn mua cái gì. Rồi hàng chắc lại luôn rồi cô chú. Dạ, đây những cái mối hàng. Bây giờ là xuất phát đầu giờ chiều phát tiếp tục nha. Dự trù là 400 xuất mà bây giờ có khả năng là hơn rồi đó. Lên cả ngàn luôn á. Bây giờ khu vực ở đây là bà con cũng bí đường để mà đi ra rồi. Đường ơi khó đi. Rồi. Có nào? Đây hai phòng á, ngoài bên đây rồi xếp vô đó hai phòng này. Hai phòng xếp vô đây. Ở trên đó là ở trên đó 5 phòng. Từ đi từ trong ra chú ơi. Có hai phòng đúng không? Dạ. Bây giờ chỗ này hết chéo được nữa rồi. Nó không. Món quà này của các mạnh thường quân trong và ngoài nước kính gửi các cô chú ở trọ một món quà nho nhỏ nha, của ít lòng nhiều, nhưng cũng mong cho cô chú ở đây được sức khỏe để vượt qua cái đại dịch này nha. Đầy đủ đồ hết chưa? Trong đây là coi. Rồi rồi, rồi uống cái lon hôm nay cái lon. Rồi rồi, uống cái lon hôm nay cái lon. Rồi rồi, uống cái lon hôm nay cái lon. Kéo lên dựng ngang lên đứng cho nó mặt ngang đẹp rồi. Không nữa. Thôi luôn đi em. Rồi gọi sáo nó thôi được rồi. Đây đây đợi đi. Dạ đây
Đi đâu rồi? Còn 4 phòng này anh. Rồi, chúc bà con nhiều sức khỏe nha. Rồi, chào quý bà con nha. Cố gắng lên nha bà con ơi. Quá rồi. Đây, nhà ra nhận quà cho con ăn sức khỏe nha. Mau khỏe. Tám ơi, khỏe Tám ơi. Xin chào. Rồi. Không đáng chịu đúng không? Chịu 1.5 triệu. Giảm mấy trăm rồi? Giảm 310 cái gạo. Rồi. Còn để tiền đóng tiền điện nữa chứ ngân hàng nữa chứ không có tiền nó vô xiết nhà chứ đâu hả? Chịu thì giảm hết thôi, phải giảm cỡ 900 thôi, đủ 900 được rồi. Giảm 900. Rồi, mở cửa đi vô đường nào? Đi vô đường nào? Nói bà con ở trong nhà ơi, trong nhà nha. Ai ấy là đây khẩu trang vô giùm nha bà con ơi. Này nhà có không? Nhà đâu có cho hả? Đến nhà có gì? Thông dục thông thường thì coi đây có cái toa, có cái hướng dẫn sử dụng và liều lượng đây ha. Rồi xin gửi, rồi chúc mọi việc an lành em ha. Rồi cố lên. Bye bye. Em kiếm một cái gói thuốc này là thuốc thông thường, thông dụng em ha. Hết sức cảm ơn mừng chứ mừng quá luôn mừng hết sức em vô coi phim trong đó thôi. Cố gắng lên giờ chỗ nào á mình đặt tên chỗ nào có rồi mình đặt vô. Em có tiền vô nấm thì mấy đứa ơi. Đi một phần em bác. Đây là món quà của các mạnh thường quân trong và ngoài nước ha. Chú gửi gia đình mình một món quà thân nhỏ để động viên tinh thần trong cái mùa dịch này nha. Xin chúc cho gia đình mình nhiều sức khỏe ha. Cố gắng lên. Dạ. Rồi em ra ngồi đây. Rồi cứ để đây tự bẩm không sách vô. Không đừng có lo cái chuyện của người ta. Ê, rồi, tôi rồi. Bên đó có anh ơi, bên đây nè. Đây. Rồi dưới này trong đây luôn. Trong đây hai phòng. Rồi đổ ra phòng. Hai. Đúng rồi đây rồi. Cảm ơn anh.
Khi nào tối có bị gì mình nốt ở đây để khỏi ở đây bắt nha. Rồi, khỏi lộn, khỏe lên nhé. Rồi, đứng bên đây. Cho chị gửi nha. Cái này là một cái gói thuốc thông thường. Mình cứ để sẵn đây ha. Trong trường hợp đó mà trong thành phần trong gia đình mình có ai cần những thuốc thông thường, thông dụng và thích hợp. Em cho xem cái toa này. Cái toa này có cái hướng dẫn sử dụng và cái liều lượng rất là rõ ràng. Em cứ theo đây nha. Rồi, cứ chúc cả gia đình mình an lành nha. Chúc các cùng nhau. Rồi, bye bye em. Rồi, chúc bà con mau khỏe nha. Hết chưa? Hết rồi, bác ơi. Em ơi, mỗi một gia đình mình có một cái bịch thuốc này, những cái thuốc thông thường, thông dụng, em cứ để sẵn đó. Trong trường hợp mà gia đình mình cần những cái sử dụng cho những bệnh thông dụng mà thông thường và thích hợp, thì em có cái coi cái toa. Cái toa này hướng dẫn cách sử dụng và liều lượng rất là rõ trong này. Em nhá, rồi chị để lên nha. Con ha. Rồi, rồi, bye bye con nha. Bye bye. Chúc an lành nha em. Rồi, cố lên. Mình mang cho đi chị. Ai có rồi. Đây uống có 3B rồi ha. Mình coi theo đây nha. Đang hướng dẫn cái này. Có đúng rồi. Cảm ơn nha. Ra coi chú cho thuốc nè, rồi, bịch thuốc. Coi theo hướng dẫn sử dụng nha, đeo khẩu trang vô. Đeo khẩu trang vô chị. Rồi làm đây vô đi, tôi xem qua bên này trước nha. Hướng dẫn sử dụng ha. Đây là mua thuốc một phần. Đây 12. Đúng vô đây. Bye bye tụi tôi. Bye. Rồi cái con nha, gửi mùa dịch cho bà con nha. Kem cứu hòa gia đình mình nha. Rồi, với một phần này nữa không? Kem cứu hòa gia đình mình. Dạ, cảm ơn anh. Cho nãy lên phòng nữa. Đây nè anh ơi. Đây luôn rồi. Đây luôn rồi. Cho thằng Duy cho thằng đó một phần, nó mới đi ra ngoài chuyện á. Chưa được sẵn rồi. Đeo khẩu trang như vậy. Dạ. Rồi phát quà cho chị cái này là thuốc nha, thuốc dự phòng ha. Ai có nhà thì nhận, không có thì miễn. Em ơi, đây là những cái thuốc thông thường thông dụng em ha. Em cứ để sẵn đó, trong trường hợp mà gia đình mình có ai cần những thuốc thông dụng thông thường và thích hợp thì chúng ta coi có cái toa đây, nó có cái hướng dẫn sử dụng và liều lượng rất là rõ ràng nhá. Rồi. Rồi. Rồi em hát là thuốc thông thầu dụng thông thường đó. Cái để sẵn khi nào mà gia đình mình cần những thuốc thông dụng thông thường và thích hợp thì em coi trong đó. Đủ chưa? Đây. Cái này cũng quá mừng luôn. Cái. Hôm nay cũng 3 tháng trời được. Cái gì vậy? Nước gạn nó nổ quỷ vậy đó. Ai biết ta cho đó. Vậy ai ăn được mà. Cái này là của hội thiện nguyện BDS với lại Hồng Anh Thường Quân của bên nước ngoài gửi về cho mình. Ủa nãy có lấy cái thuốc chưa? Có đó, dạ rồi. Cái này là bác sĩ có nhận rồi phải không? Dạ dạ. Rồi, cảm ơn. Chúc cả nhà khỏe nha. Cố lên cả nhà. Cố lên nha. Món quà này là của các mạnh thường quân trong và ngoài nước nha chị.
chú gửi cho gia đình mình một món quà để động viên tinh thần. Đây cũng là thằng người BDS nha, xin chúc gia đình chị nhiều sức khỏe để vượt qua cái này. Chị quê ở đâu? Dạ Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Cảm ơn nhiều anh. Để phú à. Đúng rồi, tặng cho em bịch thuốc nha. Dạ dạ. Ở đây là có hướng dẫn sử dụng nha. Em coi theo đây em uống nha. Chưa không? Cảm ơn nhiều. Rồi, cho ba bịch thuốc nữa. Rồi để bên này còn ai không? Rồi nha, đây là có thuốc thông dụng ha, con coi theo đó nha, uống nha, không được uống uống chặn cử chặn gì nha. Rồi tặng anh bịch thuốc, trong đây có bịch thuốc có hướng dẫn sử dụng ha, có cảm sốt ho đau dạ dày đau nhức xương khớp nha, tay tay thì cái nào mình lấy thì mình cần gì thì mình nhảy ra mình coi mình uống ha. Này có bài chưa? Này chưa đúng chưa? Rồi. Rồi, đang rồi. Rồi, anh cứ dẫn lên nha anh trai. Vô trong chú ngoài ơi. Cái mùa đại dịch khó khăn, hỗ trợ cho bà con chia sẻ tình thương mến thương á. Mình sẽ phát ở đây nha cô chú. Tổng cộng là 22 phần á anh. Đây thực tế ở còn có 20 à. À dạ dạ dạ. Rồi đi về đó nó đi về.
may mắn còn. Một phòng. Ở bên đây nè anh ơi, bên đây nè. Rồi ở trên đây. Đi vô trong đút trong kia trước đi. Đây nè anh. Đây nè, đây nè. Đó. Sao để cho chằng dễ luôn. Đi từng góc, từng góc. À đi trong. Rồi từ từ đợi xíu nha chị. Một phòng đây người tắt đèn. Đi ra đi hết rồi hả? Rồi, cái này là bên hội thiện nguyện BDS hỗ trợ cho mình. Dạ. Nha con, thay mặt Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho gia đình mình. Dạ. Ở nhà ba má ở đâu hết ăn này? Hả? Đi cái đi hả? Rồi rồi vậy thôi. Để cái sách ở nhà được không? Rồi vô đóng cái lại đi. Để đây. Cái mấy gia đình mình nha chị. Chúc gia đình sức khỏe. Dạ. Chúc gia đình sức khỏe. Báo cáo với lại sư thí thì 1.369 giỏ của cô sư thí nhờ đó. Thì bữa nay là ngày 22 thì phát ở xã Tân Kiên này như cái video trước thì sư thí là thấy là phát rồi phát sinh cho tới 500 giờ bây giờ bên cái tổ bên này nó còn phát sinh 210 nữa em. 210 đi. 210 đúng không? Dạ 210. Cho rộng ra 220 đi. Dạ. 220 nữa. Thì bao nhiêu là ngày hôm nay là 400 thành 500 rồi, còn thiếu là 220 nữa. 220 thì con sẽ có cho ngoài quấy, nhưng mà ngày hôm nay con chốt lại là tổng cộng là 500 suất. Có là tổng cộng là 500 suất nha. Thì phần quà của cô là đã đi được 500 suất rồi. Còn lại là 869 suất nữa. Thì con gắng cố gắng để sắp xếp. Thì em công an này báo là bên cái tổ trên là còn lại khoảng chừng 210 tới 220 phòng nữa, phòng trọ nữa. Thì con sẽ hẹn vào cái đợt sau. Rồi qua đây cũng cảm ơn cô Thúy rất là nhiều. Sư cô Thúy và bạn Hữu của sư cô thì những cái danh sách của bạn Hữu của sư cô nằm ở phần dưới. Cô xem được cái danh sách đó. Bây giờ còn đây là 19 phòng. Thì phát đây 10 phòng, đi qua bên kia 9 phòng nữa. Rồi vô phát đi. Cô cũng chúc cô nhiều sức khỏe vượt qua con đại dịch này hả cô? Dạ, dạ cảm ơn nha. Cảm ơn cô mà. Nghe nói thôi mà không biết. Ê, chú Tấn Sang. Ờ,
chú đám sang đó rồi đó, ra gặp ổng là biết liền đó, đó. Rồi để ngay nhà nó đi, để ngay nhà nó đi. Trời ơi, bây giờ mình xách vô đi. 10 phòng phải không? Như là báo cáo rồi. Báo cáo 10 phòng to đi. Dưới đây đây bên hội tình nguyện BDS của Cấm Sang gửi cho gia đình mình một phần quà ăn lấy thảo của lòng nhiều. Vậy thôi giờ cho nên gia đình gửi lời thăm trước thì thăm Cấm Sang sau với mấy người vận chuyển quà tới đây thôi, cảm ơn nhiều ha. Dạ dạ cảm dạ ơn, rồi 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 ok rồi. Bên hội tình nguyện BDS ủa chú Cấm Sang gửi tặng cho gia đình mình một phần quà ăn lấy thảo. Nhà thấy không? Tôi đã lựu đạn rồi, vô trong cái làng này còn lựu đạn nhiều hơn nữa nè. Quá trời lựu đạn luôn. Thôi chỗ đi mua dây chai phải liệu. Rồi đủ giấy rồi cho vô đưa vỏ luôn. Rồi vô đây. Đó, quá trời luôn, nhà lụp xụp ổ chuột con quý vị thấy không? Còn lụp xụp ổ chuột không? Không không. Vô đây ơi ơi. Để tôi vô tôi kiểm tra cỏ đạn này coi. Thôi hết rồi. Tía ơi. Nhìn hải hùng không? Đó. Nơi tập kết dây chai. Tôi chọn không à. Mình đã lựu đạn rồi, vô giống cụ này lựu đạn hơn hả? Đây là cái kho luôn rồi sư phụ ơi. Để tôi chọn không à. Có nhà lụp chụp ổ chuột không? Gì thấy không? Đó. Rồi chúc bà con nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi em cũng cảm ơn hết luôn á. Xe này bán nhiêu vậy? 18 ngoài à. Xe này bán nhiêu? Dạ bán mấy tỷ? Mấy triệu à. Xong rồi nhiều lại tôi 3 tỷ đi. Xe con kiếm cơm. Đó nhiều lại tôi 3 tỷ đi, tôi mua xe này rồi. Nha. Trời ơi. Mẹ ơi. Những xe khủng khiếp không? À, dắt là tên lửa lựu đạn nè, súng ống cầm lum đó. Dạ. Đó. Ừ đó coi. Đó. Ai chiếc này kêu mà đi đánh trận là bao mà thả bơm mặt nhân luôn á. Xe tăng rồi chứ. Bán không? Chị không? Dạ thôi xe còn kiếm cơm. Trời ơi lên bán lại chiếc này 3 tỷ rồi là ok. Ở nhà này nhận nó ông ăn nó bán cho ông mà theo nó theo ông luôn đây. Thấy không? Trời ơi. Rồi vô đi tiếp dạ. Luôn rồi à, chúc bà con nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi đây nè rồi đây kính bồng đây kính bồng nè bà con bước vô nhà giùm ơi, vô nhà đây bà con ơi kính bồng rồi xách vô đi tí. Rồi quà của ơi dạ, cảm ơn mấy chú. Rồi, rồi, rồi. Bỏ đẩy vô, xách vô được rồi. Xách vô đi. Chia sẻ với bà con. Cảm ơn mấy chú. À. Rồi, bỏ xuống. Đây nữa. Rồi. Rồi, chia sẻ mỗi nhà một vài vỗ quà của... Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn chú. Đây, 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 đâu rồi. Rồi, bỏ lại đi. Nè là có mở cửa, có đặt trước cửa luôn. Rồi lên chỗ nữa là tí ơi. Rồi bà cô luôn. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nữa nha. Dạ cảm ơn cậu. Rồi còn dưới phòng dưới nữa nè, một chỗ nữa. Lên lên thì thấy thấy anh hoài vô đã thấy. Rồi cảm ơn chú nha. Dạ. Ở nhà mình sinh sống là bằng gì bổ sinh? Hồi đó đó đi mua dây chai, giờ đâu cho đi nữa đâu đi. Rồi giờ mấy tháng nay dịch không có làm hả? Tắt cái quạt vô. Mấy tháng nay có dịch rồi có đi ra đi mua nữa không? Không, nghỉ mấy tháng nay rồi. À. Trời ơi, khổ thiệt. Đi vô đây thấy bà con có trời khổ. Dạ, nghỉ mấy tháng nay à. Dạ. Rồi ta hỗ trợ được cái gì dạ. Rồi? Dạ. Dạ chưa. Vậy hả? Dạ. Mà thôi, cố gắng lên bà con ơi. Tôi cũng nói với đội chủ chúng ta quỹ ban rồi đó.
Rồi không biết sao chừng nào ta hỗ trợ thêm gói nữa đây. Dạ. Rồi ráng cố gắng lên nha, giữ giờ giữ sức khỏe bình an là ok nha. Dạ. Rồi rồi rồi. Một lần nữa thay mặt cho quý bà con Tấm Sang xin chân thành tri ân đến sơ thí và cùng tất cả những bạn hữu của sơ thí đã gửi 500 xuất quà. Ngày hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2021 thì dự trù là 400 phần quà như cái buổi lễ rồi đó, nhưng mà vô cuộc là nó phát sinh thành 500, thì trong đó 500 không đủ nữa, rồi em sẽ nhờ bên công an khu vực thống kê còn khúc để ngoài kia là còn có 210 hộ nữa, 210 hộ của cái dãy nhà trọ nữa, thì Sang sẽ sắp xếp cái ngày khác rồi quay lại để phát cho bà con. Thì rất chân thành cảm ơn sơ thí và cùng với lại quý toàn thể bạn hữu của sơ thí gửi 1.369 phần quà này, và cảm ơn quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước chúng ta góp sức trong những cái giỏ quà, những cái giỏ thuốc, tủ thuốc gia đình gửi đến cho bà con. Thì bữa nay thì quà thì phát sinh 100 phần, còn thuốc thì chỉ có phát đúng 400 thôi đó. Thì thuốc thì có cái lượng thuốc mà thì khám bệnh ở miền Trung thì sản xuất cái thuốc đó ra để mà hỗ trợ cho bà con. Thì chân thành cảm ơn tất cả quý vị nhân trong nước và ngoài nước luôn được nhiều sức khỏe và luôn được sự bình an, và kính chúc tất cả toàn người dân Việt Nam luôn được bình an, cả thế giới luôn được thái bình. Đó là những gì ngày hôm nay Sang chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại nha cả nhà.